Thông số mới lộ này cho thấy VinFast VF3 là ô tô tiết kiệm điện nhất Việt Nam, thế chỗ Huling Mini EV. Mức tiêu thụ năng lượng của VinFast VF3 chỉ ở mức 83,3 Wh trên km theo công bố từ Cục Đăng Kiểm. VF3 lộ thông số tiêu thụ năng lượng. Một số thông số của xe VinFast VF3 mới được đăng tải trên website của Cục Đăng Kiểm, trong đó số liệu mới nhất và đáng chú ý nhất là mức tiêu thụ năng lượng. Theo nhãn năng lượng trên Cục Đăng Kiểm, VF3 có mức tiêu thụ chỉ 83,3 Wh trên km. Mức tiêu thụ năng lượng này, VinFast VF3 là xe tiết kiệm điện nhất tại Việt Nam. Mẫu xe hiện xếp sau là Huling Mini EV với mức tiêu thụ 88 Wh trên km. Một số liệu tiêu thụ năng lượng của các mẫu xe VinFast khác để tham khảo có VF6S với 130,12 Wh trên km, VF7S với 118,2 Wh trên km, hay VF8S với 185 Wh trên km. Những con số này đều cao hơn hẳn so với VF3. Điều này cũng dễ hiểu khi động cơ của những mẫu xe này mạnh hơn rất nhiều. VF3 bản thương mại sắp được bàn giao. Con số tiêu thụ năng lượng trên cho thấy VinFast VF3 bản thương mại đã sẵn sàng. Bên cạnh đó, hiện trên mạng xã hội đang lan truyền nhau nhiều hình ảnh xe VF3 trong nhà máy với một số đặc điểm khác với xe thử nghiệm, nhiều khả năng là bản thương mại giao khách trong thời gian tới. Trước đó có thông tin từ phía đại lý cho rằng VF3 sẽ được bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng 7 này. Thông tin này chưa được phía VinFast xác nhận. VF3 có gì đặc biệt? VF3 là dòng xe mini có kích thước khá nhỏ hơn nhiều so với xe hạng A trên thị trường. Xe có kích thước tổng thể là 3190, 1679, 1622mm. Chiều dài và chiều rộng nhỏ, nhưng chiều cao của VF3 lại gần bằng VF8. Thiết kế VF3 hầm hố như SUV địa hình, cụm đèn trước là halogen, xe không có đèn định vị LED ban ngày, bộ mâm kích thước 16 inch có thể sẽ được sơn màu đen trên bản thương mại. Nội thất VF3 đơn giản với màn hình 10 inch trung tâm. Theo VinFast, màn hình này sẽ có kết nối Apple CarPlay, Android Auto sau khi cập nhật phần mềm. Trang bị tiện nghi cơ bản với điều hòa chỉnh cơ, âm thanh hai loa và không có màn hình sau vô lăng. Tuy nhiên, xe vẫn có phanh đỗ điện tử. Động cơ điện của VF3 có công suất chỉ 43 mã lực và mô men xoắn 110 Nm. Với thông số này, số liệu tiêu thụ nhiên liệu thấp là điều dễ hiểu. Tốc độ của xe giới hạn ở 100 km/h, vận tốc chỉ đạt tối đa khi pin trên 50%. Sạc một lần, xe có thể đi được khoảng 210 km theo chuẩn NEDC. Nếu sạc nhanh, xe chỉ mất 36 phút để đạt từ 10% lên 70%. Trang bị an toàn của VF3 có chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và một túi khí. Giá khởi điểm của VF3 là 235 triệu đồng khi thuê VIN và 315 triệu đồng nếu kèm VIN. Giá này chỉ áp dụng cho khách mua sớm. Giá sau ngày 15 tháng 5 tăng lên 240 triệu đồng khi thuê VIN và 322 triệu đồng khi mua VIN. Từ Cafe F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.